Nếu như bạn đang mong muốn tìm một chiếc điều hòa có khả năng lọc sạch không khí hiệu quả, khả năng làm mát tốt và cùng với đó là khả năng sẽ loại bỏ những vi khuẩn, những tác nhân gây hại cho sức khỏe của gia đình bạn và quan trọng hơn hết là nó cực kỳ tiết kiệm điện, thì bạn đừng nên bỏ qua chương trình tư vấn sản phẩm của hệ thống siêu thị điện máy MediaMarkt ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì Hồng Ngọc cùng với MediaMarkt sẽ giới thiệu đến các bạn một chiếc điều hòa tương tự như vậy, đó chính là chiếc điều hòa Panasonic 1 chiều 9000 BTU với mã sản phẩm là CUCS XU9 UKH8. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu kỹ hơn về sản phẩm này nhé. Điều hòa Panasonic Inverter 9000 BTU CUCS XU9 UKH8 được thiết kế với những đường nét thanh mảnh cùng đường cong cá tính, lớp vỏ bên ngoài màu trắng ngọc trai kết hợp với đường viền bạc, nắp lỗ khóa bằng chrome tạo nên vẻ sang trọng, không bị ố vàng theo thời gian. Hứa hẹn chiếc điều hòa này sẽ làm hài lòng tất cả các khách hàng khó tính. Đặc biệt, công suất làm lạnh 9000 BTU phù hợp với những căn phòng có diện tích dưới 15m2. Đây là một sản phẩm đặc biệt hữu ích trong cuộc sống hiện đại của chính chúng ta nhờ vào khả năng lọc sạch không khí, đặc biệt là bụi mịn PM2.5 nhờ vào công nghệ Nano EG. Ở công nghệ Nano EG trên chiếc điều hòa của Panasonic thì được hoạt động dựa trên nguyên tắc hóa, đó là giải phóng những phân tử nano y cho lơ lửng trong không khí, từ đó thì sẽ lọc sạch không khí, lọc sạch bụi bẩn và sẽ giúp bảo vệ sức khỏe của cả gia đình chúng ta. Nano y TMX là công nghệ độc quyền và tiên tiến nhất của Panasonic. Bộ phát Nano E TMX có thể sản sinh 4.800 tỷ gốc OH trên giây, cao hơn 10 lần so với công nghệ Nano E TM thông thường. OH có khả năng ức chế hoạt động của các chất gây ô nhiễm, mùi hôi khó chịu và thậm chí là cả virus, giúp bảo vệ sức khỏe của bạn và gia đình. Mới đây nhất, các gốc OH này cũng được chứng minh là gây ức chế 99,9% trên virus corona. Chiếc điều hòa này của Panasonic được trang bị công nghệ inverter hoạt động dựa theo nguyên tắc, đó là thay đổi tốc độ máy nén để có thể duy trì được chính xác cũng như là ổn định mức độ mà quý vị đã cài đặt nhiệt độ trước đó. Bên cạnh đó thì với cái hiệu quả của inverter thì nó cũng sẽ giúp cho chiếc điều hòa này vừa nâng cao được hiệu quả làm mát lại vừa tiết kiệm điện năng, và quý vị sẽ thoải mái có thể sử dụng mà không cần phải có lo lắng về chi phí tiền điện hàng tháng. Với công nghệ Bitech, máy nén đạt tốc độ quay tối đa trong thời gian ngắn nhất từ lúc khởi động. Do đó, căn phòng của bạn sẽ được làm lạnh nhanh hơn 35% so với những dòng sản phẩm thông thường, cũng như cho bạn cảm giác mát lạnh mạnh mẽ ngay sau khi bật máy. Nếu như bạn là một người rất khó để tập trung hoặc là một người bị mắc hội chứng khó ngủ thì bạn đừng lo lắng khi mà sử dụng chiếc điều hòa này của Panasonic, vì nó sẽ đem lại cảm giác êm ái thoải mái nhất có thể cho bạn. Bạn sẽ tận hưởng được một luồng khí mát lạnh một cách nhanh chóng nhưng vẫn đảm bảo được độ êm ái, dịu nhẹ. Và chắc chắn là chiếc điều hòa này sẽ phù hợp với những gia đình nào có người già, trẻ nhỏ hay những người mắc bệnh khó ngủ. Sản phẩm hiện đang được bán tại MediaMarkt với giá 12.190.000 đồng. Đặc biệt khi mua sản phẩm, khách hàng còn được tặng tiền điện trị giá 200.000 đồng, miễn phí 100% vật tư ống đồng, tiêu chuẩn 5m trị giá 650.000 đồng, tặng công lắp đặt 250.000 đồng, tặng phiếu bảo dưỡng miễn phí, trả trước 0 đồng, trả góp 0%, tặng cân điện tử Camry trị giá 490.000 đồng, tặng bảng báo giá vật tư và công lắp đặt điều hòa. Chiếc điều hòa Panasonic 1 chiều 9000 BTU xứng đáng góp mặt trong ngôi nhà của quý vị, không chỉ bởi vẻ ngoài vô cùng sang trọng, tinh tế với khả năng làm lạnh nhanh, êm ái, mà đặc biệt hơn cả, nó còn có công nghệ đó là Nano EG giúp loại bỏ tất cả những bụi bẩn, đặc biệt là bụi mịn PM2.5, và cùng với đó là công nghệ Nano TMX có khả năng ức chế virus corona. Vì thế mà quý vị, nếu như quý vị đã yêu thích sản phẩm này thì nhanh tay đặt hàng quý vị nhé. Hoặc quý vị nếu như còn bất kỳ thắc mắc gì thì có thể truy cập vào website mediamart.vn hoặc thegioidienmay.com. Ngoài ra có thể gọi điện thoại tới số hotline 1900 6788 để được hỗ trợ và tư vấn. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những chương trình lần sau.